Điểm danh đầu giờ là câu chuyện chẳng còn xa lạ với các trường đại học, cho dù mỗi lớp có cả trăm sinh viên nhưng ngày này qua tháng khác thầy cô vẫn cứ miệt mà đọc đi đọc lại cái danh sách dài dằng dặc kia, chỉ mong học trò của mình đi học đầy đủ và không trốn tiết. Tuy nhiên, ngày nay, công nghệ 40 phát triển, một số trường đại học đã dần thay thế các điểm danh đọc tên truyền thống, điểm danh qua ảnh thẻ, thêm vào đó là điểm danh bằng máy quét dấu vân tay hoặc quét mã. Minh chứng cho sự bắt kịp xu hướng công nghệ tiến bộ này là phương thức điểm danh bằng mã của Đại học Luật Hà Nội. Sức chịu chơi của Lu lần này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú, muốn được thử độ nhanh nhạy của việc quét mã điểm danh. Đây là sức chịu chơi Đại học Luật Hà Nội. Ảnh Lune. Được biết, các sinh viên Đại học Luật Hà Nội điểm danh bằng cách dùng điện thoại cá nhân quét mã được phát trên màn chiếu. Tuy nhiên điều làm dân tình choáng váng là ở chỗ thời gian để mã xuất hiện và sinh viên quét mã chỉ gói gọn trong vòng 1 phút. Quét thành công, một bảng biểu xuất hiện trên điện thoại để điền thông tin cá nhân xác nhận sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. Mọi thao tác cần nhanh nhẹn và chuyên nghiệp nếu không máy sẽ đánh vắng buổi học của sinh viên hôm đó. Ngoài ra, kể cả bài tập cũng làm với cách tương tự, khi sinh viên quét mã thì nội dung bài tập sẽ hiện lên. Công nghệ điểm danh này hiện chỉ mới đưa vào thử nghiệm ở phạm vi một lớp học và chưa được áp dụng rộng rãi toàn trường. Nhiều bạn sinh viên khá thích thú với cách làm ấy, tuy nhiên một số khác lại tỏ ra lo sợ vì nếu điểm danh bằng mã thì cơ hội ngủ nướng, đi trễ, bỏ tiết sẽ chấm dứt từ đây. Đây cũng là phương pháp mới được thử nghiệm trong tiết học do thầy Nguyễn Văn Hợi, giảng viên khoa pháp luật dân sự trường Đại học Luật Hà Nội nhằm mục đích quản lý giờ giấc học tập của sinh viên một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng sinh viên thuê người học hộ hoặc không đến lớp. Việc điểm danh bằng quét mã không những là cách làm sáng tạo mà còn giúp tiết kiệm thời gian cho buổi học, các thầy cô cũng chẳng cần vất vả đọc danh sách điểm danh dài dằng dặc nữa. Những cuộc chiến quét mã và nhập code đang chuẩn bị diễn ra. Ảnh Lune. Hiện tại nhà trường cũng đã phủ sóng wifi miễn phí trên mọi mặt trận để phục vụ cho nhu cầu học tập làm việc của tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên. Nếu ai không có smartphone có thể lên gặp giảng viên để điền thông tin xác nhận đi học đầy đủ. Bởi vậy những câu hỏi thắc mắc phải xử lý ra sao nếu sinh viên không có mạng chập chờn hay các bạn không có smartphone để quét mã đều được nhà trường giải quyết thỏa đáng.